자이나. 자이나. 우리 한양집에 가자. buồn quá đúng không? Nếu mà sau này em có bệnh giống như vậy á, anh sẽ làm gì? Anh sẽ nuôi em, chăm sóc em tới cuối đời luôn. Thật hả? Ủa, em bị đau hả? Sáng giờ em bị ho khan hoài. Coi chừng bị Covid đó nha. Không đâu, sáng em test rồi, âm tính. À, chắc là bị viêm họng thôi à. À, viêm họng hả? Sao tự nhiên là đeo khẩu trang? Tại vì mấy nay anh hôi miệng quá nên anh phải đeo khẩu trang mà. À vậy hả? Ừ. Vậy anh chịu khó thường xuyên đánh răng đi. À, biết rồi. Đúng là anh đang nghi ngờ em nè. Anh không có nghi ngờ em, anh nói thiệt mà. Thì tháo khẩu trang ra rồi nói chuyện tiếp. Ok. Anh đang lạnh quá gì vậy? Anh nhớ lỡ tim nãy, cảm động quá. Wow, ngon ghê. Nấu thử miếng đi. Uống đi. À mà em, hồi nãy tên anh diễn viên chính tên gì vậy? Anh đừng có chùi nữa. Em đã nói rồi, em không có bị Covid. Em đã đi test rồi, âm tính, hiểu không? Thiệt tình luôn á, anh đã nói là anh không có nghi ngờ em. Mà sao em cứ nói cái kiểu đó hoài vậy? Em biết rồi, anh bình tĩnh đi nha. Hay là chúng ta chụp hình nha. Ồ. Gì nữa? Anh nhìn vô đây đi. Góc này cái mặt em nặng quá à. Anh đang cố tình nín thở á. Anh giỡn á, giỡn á. Giỡn gì kỳ cục vậy? Quạo nha. Thôi mình chụp tiếp đi. Tiếp. Chụp đàng hoàng nha. Chưa. Mình tạo hình trái tim đi. Sao lại bịt mũi? Thì làm hình trái tim nè. Trái tim gì mà kỳ cục vậy? Anh cố tình chọc điên em đúng không? Anh đâu có đâu. Anh đang nghi ngờ em. Anh không có nghi ngờ anh em. Anh có nghi ngờ em. Anh không có nghi ngờ em, cho em không tin anh vậy. Anh đã nói là không có nghi ngờ em. Có nghi ngờ anh em. Anh không có.